Vòng gỗ huyết rồng được quảng cáo không chỉ là món đồ trang trí thông thường mà nó còn ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa về mặt tâm linh, đặc biệt sẽ mang lại may mắn vì được trì chú để trở thành vòng phong thủy. Chính vì những điều tuyệt vời này, vòng huyết rồng đang được đông đảo người dân săn đón, tìm mua và không ít người cũng rơi vào những hoàn cảnh dở khóc dở cười vì vòng giả hay những tác dụng không như quảng cáo. Trong video ngày hôm nay thì cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin mời các bạn cùng tìm hiểu về loại gỗ này có đặc điểm, tính chất như nào cũng như có tác dụng tâm linh thật như những lời quảng cáo của người bán hàng không. Và nhớ đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức bổ ích và mới nhất từ kênh. Vòng gỗ huyết rồng mang phong thủy tâm linh. Trước tiên thì chúng ta cần tìm hiểu qua về loại gỗ này. Cây huyết rồng thì sinh trưởng một số tỉnh Tây Bắc nước ta như là Hòa Bình, Điện Biên, Yên Bái. Đặc trưng kỳ lạ của loại cây này là chặt cây thì sẽ tiết ra dịch có màu đỏ tươi như máu, gọi là huyết rồng. Nhiều người nói đây là loại gỗ trời ban, vị vua cây rừng nhiệt đới. Loại cây này thì cũng có kiểu dáng khá đặc biệt, hình nấm, cao trung bình từ khoảng 6 đến 7 mét nhưng phải mất từ 10 năm để cao tới 1 mét. Gỗ huyết rồng có một đặc điểm những loại gỗ thông thường không có như sau. Thấu quang là phát sáng khi có ánh sáng chiếu mạnh vào và phát ra màu hồng vàng hoặc đỏ vàng rất đẹp. Về mùi thơm thì ban đầu gỗ không có mùi hương nhưng để càng lâu tiếp xúc càng nhiều thì sẽ có mùi hương. Gỗ huyết rồng đặc và chắc như mọi loại gỗ khác nên khi thả xuống nước thì sẽ bị chìm. Nhờ những đặc trưng có 102 này mà gỗ huyết rồng được dùng làm vòng tay đeo trang sức rất đẹp, nhưng theo đó lại là những lời đồn về phong thủy và tâm linh. Đeo vòng tay huyết rồng thì chưa biết có thực sự mang tới may mắn và tài lộc hay chưa, nhưng xét về mặt tích cực thì đây lại loại thực vật là loại vòng rất đẹp và có thể phát sáng khi chiếu đèn. Xét về mặt tiêu cực thì nếu nhiều người biết tới loại vòng tay huyết rồng hơn, chắc chắn cây huyết rồng sẽ bị chặt phá vô tội vạ ở Việt Nam. Phân biệt gỗ huyết rồng thật và giả. Đương nhiên vì đặc tính thú vị của vòng tay huyết rồng nên chắc chắn nó đã bị làm giả nhựa hoặc gỗ giả khác. Vì thế để phân biệt được vòng tay huyết rồng thật và giả thì hãy dựa vào đặc điểm của nó. Chiếu đèn, vòng thật thì sẽ phát sáng và có màu vàng hồng hoặc vàng nâu. Về màu vân gỗ thì vân gỗ tự nhiên thật thì sẽ có màu sắc không đồng đều, chỗ đậm, chỗ nhạt, còn vòng giả thường sẽ được sơn đều màu vân gỗ. Một đặc tính nữa là vòng gỗ thật thì sẽ chìm trong nước. Vòng gỗ huyết rồng hợp mệnh gì? Xét về mặt thẩm mỹ thì bất kỳ ai cũng có thể đeo vòng huyết rồng vì nó thực sự rất đẹp mà giá thành lại rẻ, dao động từ 150.000 đến 300.000 đồng một chiếc tùy loại. Xét về mặt cung mệnh thì những người mệnh thủy, hỏa hoặc mộc có thể đeo vòng tay huyết rồng, nhưng về mặt may mắn và tài lộc thì chúng tôi không khẳng định. Gỗ huyết rồng có tác dụng chữa bệnh. Rất nhiều người bán hàng online hiện nay khẳng định dựa trên kinh nghiệm của người làng là nhựa cây huyết rồng màu đỏ tươi thì có thể giúp người gầy tăng cân, nhưng chưa có tài liệu nào công nhận điều này. Tuy nhiên, gỗ huyết rồng là dùng làm thuốc chữa bệnh đau khớp, giúp thông kinh lạc là có. Ngoài ra dùng nó để pha trà thì có màu đỏ uống hàng ngày cũng được tin là bổ máu. Trên đây là những hiểu biết của đồ gỗ Tùng Tám về gỗ huyết rồng hay huyết long. Chắc chắn sau khi xem xong video này thì bạn sẽ hiểu hơn về loại gỗ này và có thể đưa ra quyết định có nên mua và sử dụng loại gỗ này không. Đồ gỗ Tùng Tám thì thường xuyên chia sẻ những kiến thức, lĩnh vực về đồ gỗ cũng như là nội thất gỗ tự nhiên. Nếu bạn quan tâm thì hãy bấm like và đăng ký kênh để cập nhật những video kiến thức mới nhất và hoàn toàn miễn phí.